Đào Citic Residence là một trong những dự án hot và tốt nhất hiện nay tại khu vực Phước Kiển, Nhà Bè. Dự án với quy mô 16 ha nằm tại địa chỉ 167 Đào Citic, gần ngã ba Lê Văn Lương và Đào Citic, với lộ giới dự kiến lên đến 16 m, cùng các tiện ích xung quanh như trường học, trung tâm thương mại, công viên và chung cư cao tầng, hứa hẹn sẽ trở thành khu vực trung tâm tại đây. Bên cạnh đó, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nên mức giá bán ở thời điểm hiện tại được xem là tốt nhất trên thị trường so với mặt bằng chung trong khu vực. Hôm nay, Châu sẽ giới thiệu đến quý khách một căn nhà tại mặt đường 8m của khu dân cư Đào Citic Residence, một trệt, hai lầu và một sân thượng. Căn nhà có 4 phòng ngủ, hướng Tây Bắc, đối diện về phía công viên. Mọi người cũng có thể thấy là giờ chiều rất là mát mẻ và không hề chói nắng. Hàng xóm cũng đã bắt đầu dọn về đông đúc và nhộn nhịp. Căn nhà với pháp lý sổ hồng đầy đủ, diện tích là 5 x 16m với giá bán hiện tại chỉ 7,6 tỷ đồng. Đây là video mang tính chất tham khảo, hãy liên hệ với Châu qua số điện thoại 093 65789 80 để Châu tư vấn chi tiết và cùng xem thực tế ngôi nhà nhé. Xin cảm ơn mọi người.